Anh Phong, đây là lô hàng Spinel của anh. Thì 23 con lựa ra, em ngắt lại còn 22 con. Nhưng mà ở đây là chọn ra được là 16 con. 16 con mày được. Thì bây giờ em bắt đầu em quay cho anh ha. 16 con này. Thì bo sạc thì đã bỏ qua bước đó rồi. Em đi sáng nay em đi Củ Chi với lại bên Phú Điền mới về. Cho nên nó là đã bỏ qua cái công đoạn sạc rồi, bây giờ đến công đoạn làm sáng lên cắt giác ha. Rồi công việc đã bắt đầu. Thì em quay trên cái máy này là máy mài tay cổ điển đó, cần này cần tay nè. Đây Thủ công à, thủ công. đây là một cái cần tay đây đó. Rồi mỗi cái đoạn video thì em làm là đúng 1 phút, em sẽ ngừng ha, thời lượng là 1 phút. Em ghép lại cho anh. Bắt đầu khởi động máy lên ha. Thì đây là một cái người thợ lành nghề lâu năm và cũng là một chiến hữu tương lai của anh đây ha. Em ấy tên là Quyền ha, tuổi trẻ tài cao. Bắt đầu cắt cái mấy con xoàn cho anh trước. Thì ở cái phương pháp cắt này á là mài tới đâu đánh bóng tới đó. Rồi em không zoom nữa, em bỏ ra góc rộng cho anh nhìn thấy nè. Đó, mài cái đánh bóng, mài cái đánh bóng. Thì công đoạn này là công đoạn mặt trăng, xong rồi cắt giác trên. Nhanh lắm anh. Một con hàng em sẽ cho anh coi nè. Kết thúc là không có tới 3 phút đâu. Thành ra anh yên tâm đi. Quyền cứ thoải mái quyền mài nha, không có áp lực gì hết, cái này là quay phim thôi, tư liệu đó. Cái mà em ấy mới vừa quét vô đó, nó là cái này nè. Đây này chắc anh hiểu à, anh đã từng làm mấy căn cabo trong rồi, đó là xoàn đó. Rồi tiếp tục em quay tiếp, lúc mà bắt đầu nó khá là hình thành rồi nè, nó bắt đầu nó hình thành cái giác rồi đó. Rồi Quyền để yên chậm chậm cho anh coi nè ha, quay cái giác cho anh coi đó, thấy cái giác không đó, nó hình thành giác rồi đó. Rồi Quyền tiếp đi. Vậy đó thì cái nghề này á, nó là tổ sư đó. Nếu mà trong cái giác này, giác bằng cái máy tay này, cần tay này nè, mà bây giờ bên Thái nó vẫn còn xài cái phương pháp này mà đúng không? Tại sao xài cái này? Nó xài cái này hết, ta để lòi đá rồi. như là cái viên đá của mình nó vẫn được cắt bằng sét mà vẫn giữ được cara, cái hay nhất cái đó. Và anh coi là cái động tác nè, ví dụ em ấy coi xong ha, em ấy là muốn đảo nè, muốn đảo giác đó, quay cái bánh xe đó, em ấy quay cái con số ở sau á, cái đó là phải quen tay mới cảm nhận được nó cái giác nằm ở đâu. Quay có người thì họ quen thì họ quay hai hai khóa hai ốc, còn có người họ quay có một ốc à. Đó, nó là như vậy đó. Rồi chút lại quay tiếp nha. Quay trên phong nè, lúc mà bạn ấy mài xong cái mặt trên của một cái viên ha, thì em quay cho anh coi ha, cái viên đó anh thấy không, mài cần tay thôi á nó đẹp như vậy á. Em sẽ quay hoàn chỉnh cái các cái công đoạn cho anh xem cái con này ha. Thì cái viên đá này thì em nghĩ là nó đẹp đó, màu nó khá là giống, nó giống màu ruby lắm. Rồi coi ở một cái góc mới, góc khác ha, cái góc này có thể sáng hơn nè, thấy không, quá đẹp ha. Thì cái mà giúp cho cái này nó dính á, cái mà giúp cho cái này dính người ta gọi là khăn á, khăn ở đây hay gọi là khăn đó. Thì cái này lát nữa chỉ cần hơ lửa là nó rớt ra, nó rớt ra rồi xong cái là đảo đầu xong rồi tiếp tục mài vậy đó. Đó thì các cái cần cá đó là sẽ được lăn. Đó.
nó bóng món cành, rồi bắt đầu là mình phải đảo đầu. Nó ăn bánh mì đi, chút làm tiếp. Hàng của anh đó xong hết cái bước mặt trên rồi, rồi em chọn ra mặt dưới. Em ăn đi, em ăn đi rồi lát nữa làm tiếp. Cái công đoạn đổi đầu nè đó. Thì em nó hơi còn vô cái nó tháo ra liền nè. Rồi, anh không thấy lửa đó. Thì dán vô cái thằng này nó dính nè, cái thằng nó dính nè đó. Bây giờ cái con này sẽ đem đi sạc lại ha, sạc và quay giác xoàn này kia cái gì đó. Đó rồi em sẽ quay cái công đoạn sạc cho ha, bỏ vô con này giác xoàn. Sau khi đảo đầu là mình mò giác xoàn nó, và lát nữa mình cắt nó. Nó có mười mấy giây là xong rồi đó, thấy không? Ghê không? Thành ra là em sẽ quay đầy đủ cái quy trình là bao một con này ở chỗ với mấy anh em này. Đó, mấy bạn lát trạng hay lắm. Rồi tí nữa cắt giác xoàn cho cái con spinel này nè, không đó. Đó thì gắn cần vô, anh thấy không đó, thằng em nó gắn vô. Giờ chấm bên này cái đó. Thì em quay cho anh đó, nó hoàn thành tất cả các công đoạn trên cái máy tay như thế này. Tụi bên Thái Lan á, tới bây giờ nó vẫn mài cái cần này, thậm chí là nó có thêm cái có bộ số ở trên cái cần luôn á. À, đúng rồi. Nó có bộ số luôn, rồi nó có cái thước bó gốc luôn á, nó chỉnh gốc được luôn. Đó. Cái kiểu kéo này nè, kéo tay này nè, nó khéo lắm, nó đòi hỏi sự khéo léo của người thợ. Không thấy hay không? Đó, chỉ lướt vậy thôi đó. Rồi thì hơn một phút rồi, bây giờ em top cái video rồi, cái em sẽ quay cái công đoạn thành phẩm cho. Tại vì chủ yếu là gửi đi tin nhắn cho anh cho nên là phải quay. Nó hoàn thành rồi. Đó. Bây giờ mình đánh bóng các giác, rồi xong mình xẻ thêm một giác con ở trên nữa. Đó, thấy không? Đó, rồi quyền phụ quốc đi. Vậy đó, chứ anh thấy vậy thôi chứ là quê lắm. Khi mà cắt xong cái đáy là như thế này nè, đây là một kiểu đáy giác xoàn ha. Ở máy mài tay mà công nghệ cắt là như vậy đó. Đó. Để em ở last em thu luôn cho anh một cái tấm này. Em nói cho em last nè. Rồi để tháo ra ha, xong rồi em quay nó ở trên hình ảnh trên cái nhíp cho anh coi. Chú ý vô cái giác nha. Đó, thì mấy bạn giác xong thì cái độ bóng nó cũng đạt. Tất nhiên cái con này thì nó tương đối là không có được đẹp lắm. Thì mình hay dùng cái từ bình bệnh
đó, thì mình chủ yếu tập trung vô cái giá cắt đi, giá cắt hoàn hảo anh. Còn lỗi viên đá thì mình thấy rồi đó, đó có một cái đường nứt đó, đường rạn tự nhiên của nó. Cái thứ hai nữa là nó có một cái màu khác vào đó, nhưng mà cái bông này rất là đẹp đó nha anh. Cái bông cắt này đẹp lắm. Rồi em quay thêm cái coplast cho anh coi nha. Đây là kiểu giác xoài nó dưới ánh mặt trời thì nó như thế này. Bạn quyền này nói chung là mài là em thấy cũng ok anh, đẹp lắm đó. Mài mà cái bông ở giữa đó nó hiện lên là đúng đó, là mài đúng cách đó, ánh sáng nó gom vô được. Rồi con này nếu mà anh đeo bằng ngày ở ngoài thì nó rõ lắm, nó đẹp lắm. Nói chung là phần phôi của mình ảnh hưởng thôi, chứ còn về giá cắt thì ok lắm.